Ôi mình buồn con cu quá nhỉ. Gọi cho chim bé nhỏ cái. Alo, Tục Tưng Alo, à, em đang làm gì đây? em đang ngồi thôi. Bây giờ bố mẹ em chẳng có ai ở nhà cả. Anh sang đây với em đi. Ơ sao anh không nói gì? Anh có người khác rồi đúng không? Anh có người khác rồi không? Không, Anh không yêu anh tôi làm nữa gì có đúng ai? không? Bây giờ nhá, bây giờ tôi cho anh 3 giây để anh nói nhá. Ơi, 3, tôi anh 2. ơi, tôi sao lại hết tiền lúc này? Thành sim. Được rồi, thay sim vào. Nói tóm lại là sau khi xem cái tình huống nho nhỏ vừa rồi của hai thanh niên rất là nhỏ thì anh em hãy nhận cho mình một câu, đấy là anh em đã quá khổ. Chúng ta quá khổ ở chỗ là trong thời gian vừa rồi chúng ta đã phải sống chung với lũ khi mà chiếc iPhone lock chúng ta đã thường xuyên bị khóa ICCID, khóa SIM ghép và khóa tất cả những thứ liên quan đến cái việc là chúng ta phải thay SIM khi chúng ta nâng cấp hệ điều hành, khi chúng ta reset máy. Và đối với mình là một reviewer, một người phải trải nghiệm rất là nhiều, thường xuyên phải cài bản cập nhật này, bản cập nhật nọ, rồi là chúng ta có đôi khi mình phải thay SIM này. Và điều này không thể không tránh khỏi cái việc là chúng ta sẽ bị văng ra màn hình active. Ở đây mình không nói đến các bạn dùng SIM ghép 3G mà mình đang nói với các bạn dùng SIM ghép 4G. Theo mình nghĩ trong thời gian tới thì cái trào lưu iPhone lock chúng ta sớm muộn rồi cũng sẽ tàn. Mình đã nói trong video trước đó là Apple không ngu đến mức mà họ sẽ để nhắm mắt cho qua tất cả mọi việc như thế này, để cho những người dùng có thể sở hữu những chiếc điện thoại iPhone giá rẻ đến như thế mà không cần phải mất thêm một cái điều gì cả. Thế thì còn về những cái vấn đề khác như thị trường thì sao? Cái thị trường mình đang nói đến đây đó là người bán và người mua. Người mua ở đây là những người đang có ý định sử dụng iPhone lock và họ đang có một cái ý định trong đầu là mình có nên sử dụng iPhone lock trong thời gian sắp tới hay không. Các bạn đều biết là như mình vừa nói ở trên là SIM ghép V1, V2, V3 rồi là ICCID thứ 4 và thứ 5 đã đều bị khóa trong một thời gian rất là ngắn, khoảng 5 tháng mà thôi. Nhưng cái điều mình muốn nói ở đây đó là khi mà những cái SIM ghép và những cái chiếc ICCID này bị Apple thu lại thì phải mất một thời gian khá là lâu, từ 1 đến 2 tuần thì chúng ta mới tiếp tục có thể có một cái bản tiếp theo để các bạn có thể cập nhật và tiếp tục sử dụng iPhone lock của mình. Thực chất mà nói thì với những người sử dụng chúng ta hoàn toàn có thể không làm gì cả và ngồi im, kiểu như là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ấy. Nhưng mà cái điều này nó không xảy ra với cái thị trường ngoài kia. Các bạn đều biết là thị trường điện thoại là một cái thứ gì đấy nó biến đổi vô cùng. Khi mà nguồn cung cũng như là nguồn cầu nó có sự thay đổi thì chắc chắn là cái thị trường ngoài kia cũng thay đổi và nó ảnh hưởng trực tiếp vào cái iPhone lock chúng ta sử dụng. Thì trong cái khoảng thời gian này nó sẽ gây ra một cái tâm lý rất là hoang mang cho người dùng, đó là họ sẽ có một cái tâm lý là đủ liệu ta có nên mua cái chiếc iPhone lock này hay không, hay là mình mua sử iPhone quốc tế hoặc là những cái phiên bản nó không bị lock còn hơn. Thế thì cái điều này đã gây ra rất nhiều những cái biến đổi. Thực ra là hôm nọ mình cũng đã có một cái bản khảo sát ở trong cái group review dạo, đó là các bạn còn niềm tin vào iPhone lock hay không, thì mình nhận được cái câu trả lời thực sự là theo như mình dự đoán. Ở cái bản poll này thì mình có 4 lựa chọn, đó là thứ nhất, cứ lên quốc tế cho an toàn. Thì ở đây trong khoảng hơn 100 người trả lời thì có đến 87 người chọn ý kiến này. Chỉ có một số người rất ít là khoảng 11 người thì chọn cái ý kiến là trung thành với iPhone lock. Rồi tiếp theo là những người còn lại, ví dụ như là tiền chọn mua iPhone lock, mua Android còn hơn mình không tính. Chỉ có 6 người lựa chọn cái việc là chúng ta sẽ sẵn sàng mua iPhone lock và cứ đợi khi có đợt fix thì sẽ thay đổi SIM. Đó là về phía người dùng, cái nguồn nhu cầu rất lớn dành cho chiếc iPhone lock. Vậy khi mà cầu đã giảm thì chắc chắn cung có vấn đề. Cái điều này mình đang nói ở đây đó chính là từ những thương gia. Khi mà người dùng đã không còn hứng thú với chiếc iPhone lock thì chắc chắn là những thương gia buôn cái chiếc điện thoại này sẽ phải có một cái điều gì đấy rất ảnh hưởng. Về việc này mặc dù mình không có khảo sát chi tiết nhưng mà mình đã có tham khảo trên rất nhiều bài báo trên mạng và đây đều là những trang tin chính thống. Ví dụ như này, thị trường iPhone lock đóng băng sau thảm họa SIM ghép 4G thì rất nhiều thương gia cũng đã nhận định rằng sự cố SIM ghép 4G xảy ra không chỉ riêng thị trường Việt Nam. Do đó cái nhu cầu mua SIM ghép là rất lớn, rồi là cái hiện tượng đặt SIM ghép rất là hiếm khi mà cập nhật SIM ghép mới, ICCID mới cũng rất là mệt mỏi. Thêm vào đó, rất nhiều những cửa hàng bán iPhone lock cũng thường xuyên có lời phàn nàn về giới báo chí, đó là họ đang rất mệt mỏi và dường như cái thị trường iPhone lock đã dần dần đóng băng sau những cái sự cố liên tiếp về SIM ghép 4G. Có thể nói qua cái vấn đề vừa rồi mình nói với các bạn, đó là nguồn cung và nguồn cầu. Người dùng thì chán nản với iPhone lock, còn thương gia thì cũng chán nản với việc là bán chiếc điện thoại này dành cho những người không còn đam mê nó nữa. Thì nó đã khiến cho iPhone lock của chúng ta
trở thành một cái mặt hàng nó không còn được nhiều người săn đón và nó trở nên đóng băng trên thị trường, không có chỗ đứng vững chắc của mình như 1-2 năm trước đó nữa. Và tóm lại, theo mình thì điều này nó đã bóp chết những chiếc điện thoại Alphalock của chúng ta với cái giá rất rẻ mà dường như không ôi trong thời kỳ trước. Hôm nọ thì mình cũng có đưa cho các bạn hai giải pháp. Thứ nhất là chúng ta sẽ mua điện thoại iPhone quốc tế, hoặc là chúng ta sẽ mua chiếc điện thoại Android cùng tầm giá. Nhưng cũng trong cái bài khảo sát thì rất nhiều người chọn cái phương án này. Thế nên mình sẽ đưa cho các bạn hai lựa chọn duy nhất mà gần như là mình tin là rất nhiều người sẽ lựa chọn nếu mà chúng ta không muốn sử dụng iPhone lock. Mấy ngày gần đây thì mình cũng có tham khảo một vài trang bán điện thoại online và mình nhận thấy rằng hiện tại những cái chiếc điện thoại, ví dụ như iPhone 6 phiên bản quốc tế đã dùng lướt rồi, nó rất là rẻ. Chứ các bạn chỉ cần bỏ ra một cái số tiền không quá nhiều mà các bạn vẫn có thể mua lại cho mình cái sự an tâm. Và các bạn hoàn toàn có thể gạt bỏ cái nỗi lo về cái việc là có một cái án tử tù trên đầu nó sẽ chặt đầu mình bất cứ lúc nào, về cái việc là chúng ta sẽ bị mất cái ICCID cũng như là chúng ta bắt buộc phải thay đổi SIM ghép. Nói tóm lại, trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn một điều, đó là trong những thời gian vừa qua thì chúng ta đã quá mệt mỏi với chiếc iPhone lock chúng ta, trong cái bối cảnh là ICCID rồi là SIM ghép thường xuyên bị khóa. Và chắc chắn rằng trong tương lai, những cái SIM ghép khác, những chiếc ICCID khác có ra mắt thì chắc chắn là nó sẽ bị khóa tiếp mà thôi. Và mình cũng đã đưa cho các bạn những lý do vì sao mà cái thị trường iPhone lock trong thời gian sắp tới nó sẽ đóng băng, và cái việc này sẽ gián tiếp làm cho iPhone lock chúng ta sẽ không còn là một trào lưu nổi tiếng như là 1-2 năm trước nữa. Và mình cũng đưa cho các bạn một vài những cái lựa chọn nếu mà chúng ta không sử dụng iPhone lock thì các bạn có thể lựa chọn chiếc iPhone quốc tế như thế nào. Và nếu anh em nào quan tâm muốn tìm cho mình một chiếc điện thoại iPhone quốc tế uy tín và chất lượng thì đừng quên truy cập vào trang web của 7S. Đây cũng là một trong trang web mình đã tham khảo rất là nhiều. Và mình thấy là giá ở đây hiện tại đang rất là rẻ. Anh em vẫn chỉ bỏ ra một cái số tiền nho nhỏ thôi mà vẫn có cho mình cái sự yên tâm. Đặc biệt là hiện tại trong cái thời điểm Tết này thì 7S cũng đang có chương trình là chọn 7S, chọn yêu thương rất nhiều phần quà dành cho anh em. Nếu anh em thấy video ích, đừng quên like, share với bạn bè và hãy comment phía dưới ý kiến của mình. Mình rất mong được gặp lại anh em trong các video lần sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.